Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình đi uống cà phê ở tiệm Starbucks. Và đây là tiệm Starbucks. Mình uống nó không nhận tiệm phía sau. Và sau đây là bữa ăn trưa của mình với gà chiên, gà rán, nước ngọt và khoai tây chiên và bánh cookie nữa. Đó. Ok, mình đói bụng quá. Bây giờ mình xin được phép ăn trước nha mọi người. Đó, đây. Đây là món gà. Khoai tây chiên nè. À, ngon quá ngon. Ok, cảm ơn mọi người xem và nhớ bấm subscribe kênh cho mình để ủng hộ mình làm các video sau hay hơn. Và sau bữa ăn trưa thì mình đi nhà sách, một nhà sách ở Cali, ở chỗ mình ở, một nhà sách lớn tên là Barnes & Noble. Đó, nhà sách này tên là Barnes & Noble nha. Chỗ này bán rất nhiều sách vở và đồ dùng cá nhân, đồ dùng để vẽ, để viết lách, và bán cà phê Starbucks trong này nữa. Ở mình xin được review xung quanh cái nhà sách để cho mọi người xem. Vì lý do có nhạc nên mình sẽ thu giọng lại, không đăng trực tiếp được. Đây là khu của trẻ em nè. Gần những cái chỗ này là cái bán để sách, để mọi người có thể lấy sách đọc. Đọc xong rồi có thể mua. Trên sách đều có giá. Những cuốn sách đều có cái giá. Mọi người có thể mua hoặc là đọc tại chỗ, xong rồi đem cất lại, trả lại cũng được. Mà như là cái thư viện vậy đó mọi người. Mà mình cũng có thể mình mua những cuốn sách này nếu mà mình thích. Nó những cái có bán đồ chơi Lego, những hộp đồ chơi, rồi những cái đồ xếp hình bài, các thứ, các cái đồ trò chơi thẻ, đồ các thứ, bán rất nhiều thứ nha. Có quán cà phê ở đây nè, người ta mới sửa lại, trang trí sơ lại. Hi, cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình. Nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh nhé.